Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu cho
chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ
Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn An Tôn Nguyễn Đình Ba mới qua đời, Đa Minh Nguyễn Cậy, Du Xe Lương Hồng Phong, Du Xe Lương Quốc Phong, Du Xe Nguyễn Văn Ấn, linh hồn Phaolô, Vincent Trịnh Thanh Tâm mới qua đời, Anna Phạm Thị Hiền mới qua đời, Maria Nguyễn Thị Nhiễm nhân lễ dỗ, Teresa Lê Thị Trạnh, Nguyễn Long Kiều Phương xin tạ ơn, xin ơn bình an và như ý. Một người xin được ơn chữa lành và gặp thầy gặp thuốc.
cầu cho linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng mùa chay thánh để rèn luyện chúng con và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống. Xin cho chúng con biết ăn ở tiết độ, hầu được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chức sách đệ nhị luật. Ông Môsê nói với dân rằng: Giờ đây hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Hãy xem, tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh. Phải có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lời luật mà nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình, đừng quên những điều mắt anh em đã thấy, và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em. Trái lại, anh em hãy dạy cho con cháu anh em biết. Đó là lời Chúa. Jerusalem hỡi nào tôn vinh Chúa. Jerusalem hỡi nào tôn vinh Chúa. Jerusalem hỡi nào tôn vinh Chúa.
Này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, thêm cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm trăng, con cái trong thành, người giang phong thiên. Jerusalem hỡi nào tôn vinh Chúa, người tông đã lên truyền xuống đất, lời phán ra hòa tóc chạy đi, tuyết tựa lông chiêm, Chúa trải dài xương da như cho người rải răng. Jerusalem hỡi nào tôn vinh Chúa, Chúa bày tỏ lời người cho nhà Gia-cốp, chiếu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe ngắn ngủi chỉ có 4 câu, nhưng lại là một trong những điều trọng yếu mà lời Chúa, hay nói cách khác là Kinh Thánh, cho chúng ta thấy một sự xuyên suốt về lời hứa của Thiên Chúa. Lời hứa ấy không bao giờ thay đổi, nó vẫn còn như ban đầu và nó vẫn còn nguyên tuyển. Chính trong lời hứa ấy mà Thiên Chúa đã liên lụy vào dòng lịch sử của con người. Và cũng chính vì sự liên lụy ấy mà Thiên Chúa đã đến để cứu chuộc. Chính trong lời hứa mà Ngài đã ra tay để có thể gọi là cứu độ con người. Tất cả những điều ấy vẫn chỉ xoay quanh một chữ: lòng tín thành, hay sự trung tín của Thiên Chúa. Do đó, tất cả những điều được gọi là lề luật hay là lời Chúa luôn gắn kết và luôn luôn không bao giờ thay đổi. Chính trong điều này cho chúng ta thấy trong đức tin đòi hỏi một sự bền chặt, và cũng trong đức tin ấy đòi hỏi một sự tín trung. Cũng trong đức tin ấy đòi hỏi chúng ta phải cố gắng để bước đi trên con đường mà Thiên Chúa mời gọi, chính là lời răn dạy của Người. Khi chúng ta đi trên con đường của Thiên Chúa, và cũng chính trong đức tin để chúng ta bám chắc vào Thiên Chúa qua lời Ngài, chúng ta mới đạt được ơn cứu độ. Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm đến với con người cũng chỉ vì lời tín trung ấy, và chúng ta cũng được gọi mời
để trung tín với thân phận và ơn gọi của mình. Cũng chính trong đức tin mà chúng ta được đón nhận là con cái của Ngài, thì cũng chính trong đức tin ấy chúng ta mới có thể được cứu độ. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay, như chính Ngài đã nói, lề luật không bao giờ thay đổi. Đó cũng chính là lời hứa của Ngài, và đó cũng chính là luật mà Ngài trao cho chúng ta để giúp cho chúng ta tự do trở thành con cái đích thực của Ngài. Xin cho lề luật mà Ngài đã trao ban như là con đường để dẫn đến với Ngài, thì chúng ta cũng hãy giữ trọn lề luật ấy trong đức tin để chúng ta gắn kết mình trọn vẹn với Thiên Chúa, đấng mà chúng ta tôn thờ và cũng chính là đấng cứu độ chúng ta, đưa chúng ta vào trong cõi vĩnh hằng với Ngài. Amen. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu nguyện và lễ vật của cộng đoàn dân Chúa. Vì thánh lễ chúng con đang cử hành, xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi mọi điều ác hại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muôn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giam bớt được tính kiêu căng. Và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Mikae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bánh bởi trời chúng con vừa được ăn nơi bàn tiệc thánh xóa bỏ mọi lỗi lầm của chúng con và làm cho chúng con đáng hưởng phúc trường sinh Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Don't you?